Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 4 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin, những cái tin tức Ngọc đã tìm hiểu kỹ hơn để trả lời những cái câu hỏi này cho quý vị. Câu hỏi thứ nhất là chính phủ cho 15.000, 25.000, 20.000 để mua nhà có hay không? Cái này đã được thông qua chưa? Được có chưa? Được ký chưa? Rồi nếu như mà mua nhà tháng 1 năm 2021 trước khi cái luật này được ký thì có đủ điều kiện hay không? Rồi cái tấm chắc lần thứ tư sao rồi nè? Rồi nếu như mà những ai đang còn độc thân, không có trẻ em, không có con cái gì hết thì có lãnh thêm hay là có được những cái sự hỗ trợ gì từ chính phủ hay không, dựa trên cái gói 1.800 tỷ mà ngày hôm qua Ngọc có chia sẻ đó. Thì hiện giờ để mà trả lời cái câu hỏi này, độc thân không có con thì họ có một cái chương trình trong cái gói 1.800 tỷ này, nhưng mà không phải là ai cũng được quý vị. Cái chương trình này là cái chương trình EITC. Hiện giờ theo luật hiện tại thì có thể lãnh tối đa là 530 đô, nhưng mà cái đề xuất trong cái gói 1.800 tỷ này được nâng lên cho lãnh thêm 1.100 nữa và cho mãi mãi luôn, năm này đến năm khác chứ không phải là chỉ riêng cái năm của mùa dịch thôi. Và nếu như mà chúng ta cộng lại 1.100 cộng 530 thì quý vị sẽ được lãnh tối đa là 1.630 dành cho những ai là độc thân, không có trẻ em, không có con, không có nhận ai dưới cái dạng qualifying children trong cái hồ sơ thuế của họ. Đó thì đó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi này, để quý vị có thể là yên tâm hơn một chút, tại vì ngày qua nhiều người nói rằng như vậy thì không có công bằng, quá trời những cái khoản hỗ trợ cho những gia đình có con này nọ, nhưng mà độc thân không có ai dependent hết thì lại không có được gì. Thì đây là một trong những cái mà nó được bao gồm trong cái gói 1.800 tỷ, hiện giờ chỉ dừng ở cái mức đề xuất thôi. Thì để mà đi vào cái phần là 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 để mà hỗ trợ người dân họ đi mua nhà, những người nào mà first time home buyers thì nhiều khi mình hay lẫn lộn một chút xíu về cái định nghĩa first time home buyer là ai, là gì, người ta định nghĩa như thế nào. Thì bây giờ Ngọc dựa vào cái định nghĩa được đưa lên trong cái dự luật đó, thì người ta nói rằng first time home buyers là những ai mà trong vòng 3 năm qua họ không sở hữu bất kỳ cái nhà nào trong vòng 3 năm qua nha quý vị, chứ không phải là từ trước đến giờ cả đời chưa mua cái nhà nào thì mới gọi là first time home buyer. Người ta chỉ xét trong vòng 3 năm qua thôi. Ví dụ như là 5 năm trước mình có mua một căn, sau đó mình bán đi, mình dọn về ở chung với ba mẹ để dành tiền mua bán làm ăn này nọ thì mình cũng được gọi là first time home buyer, bởi vì trong vòng 5 năm qua, trong vòng 3 năm qua mình không có sở hữu bất kỳ cái căn nhà nào hết. Rồi bây giờ để mà chia sẻ sâu hơn và so sánh giữa hai cái chương trình thì Ngọc có tìm hiểu những cái thông tin, ví dụ quý vị vào cái housingwire.com hoặc là Washington Post, những cái thông tin này họ cũng nói rất là kỹ và Ngọc đã ghi lại những cái thông tin này và Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị cái sự khác nhau giữa hai chương trình. Chương trình phía bên trái màn hình là cái chương trình tiền grant. Chương trình phía bên phải màn hình là cái chương trình tax credit, hai cái chương trình hoàn toàn khác nhau. Hai cái đề xuất này nó riêng biệt nha quý vị. Hai cái đề xuất này riêng biệt. Một cái đề xuất người ta gọi là Down Payment Toward Equity Act of 2021. Cái này á là do nhà lập pháp họ đề xuất chứ không phải là Tổng thống Biden đề xuất. Nhưng mà cái 15.000 tax credit là do Tổng thống Biden, cái lúc mà ổng lên tranh cử, vận động tranh cử thì ổng có hứa cái điều này. Cho nên là người ta gọi đây là President Biden's campaign proposal. Đây là những cái lời hứa khi mà ổng vận động tranh cử, cho nên là hiện giờ cái đề xuất này đã được các báo chí và các nhà lập pháp họ bắt đầu họ circle. Họ bắt đầu họ đưa lên, họ đàm phán. Và Ngọc thấy rằng cái chương trình này nè, cái chương trình 15.000 này nè, hiện giờ đã được thay thế bằng cái chương trình 20 25.000. Tại vì khi mà có cái chương trình 15.000 này rồi á thì cái chương trình 20 25.000
đã bị đẩy lùi. Tại vì nếu như cái chương trình bên trái này á không có được sự ủng hộ của Tổng thống Biden thì có thể là người ta sẽ để qua một bên rồi người ta làm những cái gì đó để được sự ủng hộ của Tổng thống, rồi lúc đó cái này nó mới thành được một cái gọi là cái bill được không quý vị? Thì hiện giờ cái phần 15.000 này đã được thành bill rồi, đã được thành bill rồi. À, và hiện giờ nó ở bên Hạ viện. Còn cái 20-25.000 này á, hiện giờ giống như là nó bị ngủ quên một chút xíu. Tại vì người ta chỉ chọn một trong hai cái chương trình thôi để hỗ trợ người dân mua nhà. Thì bây giờ Ngọc chia sẻ một chút xíu sự khác nhau giữa hai cái chương trình này. Hai chương trình này, một chương trình là grant cho luôn không đòi lại, một cái chương trình là tax credit. Nhưng mà tax credit này không phải là cuối năm khai thuế xong quý vị mới được lãnh. Quý vị có thể lãnh trước, người ta gọi là advanced tax credit, quý vị có thể lãnh trước. Giống như cái tiền mà 3.000-3.600 cho trẻ em như vậy đó. Thì tại cái thời điểm mà mình closing cái nhà của mình á, mình có thể là lãnh trước, sau đó người ta tính toán sau đó, rồi người ta sẽ điều chỉnh cái con số sau. À, quý vị có thể chọn là 10% cái giá nhà quý vị mua, hoặc là tối đa là 15.000 tiền để mà mình trả vô cái down payment. Đó, cho nên là quý vị thấy cái sự khác nhau giữa hai cái chương trình. Cái sự khác nhau nữa ở đây là về cái điều kiện. Cái điều kiện giống nhau ở đây, cả hai bên đều yêu cầu là first time home buyer trong vòng 3 năm qua, họ không có mua cái nhà nào hết. Nhưng mà cái điều kiện về income thì nó khác nhau nè. Income ở đây là quý vị phải đáp ứng về cái income mà trên 120% của cái thu nhập bình quân của cái khu vực đó. Còn nếu như mà quý vị muốn mua những cái khu vực mà gọi là có cái gọi cái mặt bằng giá nhà nó cao hơn thì người ta sẽ lấy là 180% của cái thu nhập bình quân của cái khu vực đó. Nhưng mà ở cái phần 15.000 này á thì người ta chỉ đòi là 160% thôi. Nếu như mà quý vị ít hơn, quý vị lấy cái area minimum income nhân cho 1.6, nếu như cái lương của mình ít hơn hoặc bằng cái số này thì quý vị sẽ đủ điều kiện về income. Đó. Và cái giá nhà mà bạn mua nó không quá 110% cái giá trung bình của cái khu vực đó. Cho nên là quý vị để ý. Còn cái bên phía 20-25.000 á là người ta yêu cầu tới một cái điều kiện nữa. Cái điều kiện này Ngọc thấy rất là khó bởi vì nó liên quan đến cái thế hệ ba mẹ của mình. First generation home buyers. Thì bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị first generation home buyer là gì. Ở đây người ta nói á, là ví dụ như gia đình của quý vị ba mẹ mua nhà rồi thì mình sẽ không được gọi là first generation home buyer. Nếu như mà ba mẹ hồi giờ chưa có một căn nhà nào hết, hoặc là mua nhà rồi nhưng mà lại bị nhà băng kéo nhà, hoặc là short sale, hoặc là bị mất cái nhà đó và hiện giờ họ không có còn có cái căn nhà đó, không có sở hữu cái căn nhà đó nữa, thì bạn mới được gọi là first generation home buyer. Nhưng mà ở đây nếu như mà những ai mà là foster care thì họ đủ điều kiện nha quý vị. Cho nên là cái điều kiện thứ ba này là một trong những cái điều kiện mà Ngọc nghĩ rất là khó, người rất là ít người đủ điều kiện, bởi vì quý vị phải đủ điều kiện 1, 2, 3 thì người ta mới cho mình apply, hoặc là người ta consider cái 20.000, 25.000. 20.000 ở đây á, là dành cho những ai giống như là da trắng và họ không có phải là low income, còn 25.000 là dành cho những cái sắc tộc khác. Ví dụ như là quý vị bị phân biệt chủng tộc châu Á, châu Mỹ, châu Mễ, rồi những cái người low income thì sẽ được 25.000. Nhưng mà không phải là quý vị sẽ lãnh trọn 25.000 đâu. Quý vị sẽ ở trong cái căn nhà đó ít nhất là 1 năm. Nếu như ở dưới 1 năm mà mình bán á, mình sẽ trả lại cái số tiền 25.000 này cho chính phủ. Và mình phải ở căn nhà này tối đa là 5 năm thì mình mới lãnh trọn 25.000. Nếu như mình ở 1 năm thôi thì mình sẽ chỉ được hưởng 20% của cái 25.000 này thôi.
2 năm thì mình hưởng 40% của 25.000, 3 năm thì được 60% của 25.000, 4 năm thì được 80% của 25.000, 5 năm thì quý vị hưởng trọn 25.000. Đó, người ta cho mình trước, nhưng mà nếu như mình không có đáp ứng được những cái điều kiện này thì mình phải trả lại cho chính phủ. Đó là cái sự khác nhau giữa hai chương trình. Nhưng mà hiện giờ cái chương trình này, đối với quý vị, giống như là bị đẩy lùi rồi. Hiện giờ cái chương trình này lại đưa vào một cái bill hẳn hoi và được bên Hạ viện người ta đang tranh luận về cái chương trình này. Cho nên hiện giờ mình đang hy vọng cho cái chương trình là người dân Mỹ sẽ được 15.000 để đi mua nhà dưới dạng là cái hình thức là tax credit. Quý vị phải ghi lại đi làm khai thuế và người ta có thể cho trước mình để mình mua nhà. Và theo như cái dự luật này, dù cho quý vị mua nhà tháng 1 năm 2021 hay là tháng 12 năm 2021, quý vị đều đủ điều kiện, dù cho cái luật này ký tháng 1, tháng 11 hay là tháng 12 gì, quý vị cũng đủ điều kiện nha. Đó, miễn là quý vị mua bất kỳ ngày nào của năm 2021 thì ok. Nhưng mà hiện giờ cái dự luật này vẫn chưa được ký. Cái năm mà cái thời khủng hoảng kinh tế đợt trước á, năm 2008 á, thì dưới thời của Tổng thống Obama thì người dân được 7.500, những ai mà first time home buyer. Năm 2009 á, thì được 8.000, năm 2010 thì được 8.000. Như vậy thì nó cũng giống như là cái tax credit hiện giờ. Cái thời của Tổng thống Obama thì người ta cho dưới dạng hình thức tax credit luôn. À, Ngọc thấy rằng cái chương trình 15.000 này nó dễ để mà đủ điều kiện hơn cái chương trình 25.000. Cho nên là quý vị hãy chờ đợi xem thử, trong lúc mà mình đi săn lùng nhà, mình đang tìm kiếm mua nhà thì quý vị cứ tìm kiếm, quý vị cứ mua. Ngọc nghĩ rằng cái chương trình này nếu được ký thì nó sẽ giữ nguyên cái điều khoản là ai mua năm 2021 vẫn được. Nhưng mà nếu như quý vị đợi mà giá nhà nó lên nữa, và mình được 15.000 để mua nhà mà cái giá nhà nó lên thì nó cũng không có lợi cho mình. Cho nên là mình tính cái nào lợi cho mình thì tính. Những ai đã mua nhà rồi thì Ngọc nghĩ rằng sau khi cái này được ký á, thì quý vị cũng được xét cho 15.000 vậy thôi, nếu như quý vị đủ trong những cái điều kiện này. Ở đây một cái thông tin nữa Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị về những ai mà độc thân á, thì lúc nãy Ngọc cũng đã giải thích trong đầu video này rồi. Quý vị có thể lãnh thêm 11.100 nữa và cho mãi mãi như vậy mỗi năm. Như vậy lấy cái 1.100 cộng cho 530 đô cho cái chương trình EITC, thì quý vị sẽ được là 1.630 cho mỗi năm như vậy. Nhưng mà cái EITC này thường là dành cho những ai có đi làm nhưng mà cái income của họ quá thấp hoặc là trung bình thấp thì mới đủ điều kiện để lãnh EITC, còn income cao là không có được nha quý vị. Đó thì Ngọc cũng trả lời cái câu hỏi này, chứ ngày hôm qua mọi người cứ nói là trời ơi nó không có cân bằng gì hết Ngọc ơi. Rồi bây giờ á, ở đây Ngọc thấy mọi người cũng quan tâm về cái tấm chắc lần thứ tư. Nhưng mà trong cái dự luật 1.800 tỷ đã được Tổng thống Biden chia sẻ vào ngày 28 tây tháng 4 thì nó không có cái tấm chắc lần thứ tư nha quý vị. Không có tấm chắc lần thứ tư. Nó có cái số tiền 8.000, 4.000, 12.000 vân vân, nhưng mà không có cái số tiền cho cái tấm chắc lần thứ tư. Người ta cũng muốn gia hạn cái tiền 3.600, 3.000 cho trẻ em đến năm 2025, và cái số tiền này á, là mãi mãi luôn. Đó, permanent. Ngọc đã chia sẻ rồi, nếu như quý vị muốn tham khảo thì quý vị hãy tìm lại cái video ngày hôm qua Ngọc chia sẻ, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Ngọc sẽ theo dõi những cái chương trình này, coi thử cái tiến triển nó như thế nào. Mặc dù cái đề xuất thấy nó nhiều tiền quá, nhưng mà quý vị biết không, nhiều tiền như vậy có cái mặt trái của nó. Mặt trái của nó là gì? Họ bắt đầu họ tăng thuế. Nhưng mà hiện giờ người ta nói rằng là người ta chỉ tăng thuế những người thiệt là giàu thôi, 400 ngàn trở lên, kiếm trên triệu mỗi năm, thì lúc đó họ sẽ bị đánh thuế rất là cao. Còn những ai mà kiếm từ 200 trở xuống 300 mỗi năm thì cũng ok, chưa có thấy người ta rục rịch tăng thuế vào cái trường hợp này. Cho nên là Ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị như vậy. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye quý vị ơi.